trong cái thư chúc Tết Đức Thánh Cha có nói rằng Anh chị em thân mến Ngày 15 tháng 2 năm nay Tại vùng Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới Hàng triệu người sẽ đón Tết nguyên đáng Tôi xin gửi lời chào trân trọng đới tới tất cả các gia đình Tôi cầu chúc mọi người luôn sống đoàn kết Giàu tình huynh đệ Và đầy những ước mơ tốt đẹp Để góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó Tất cả mọi người được đón nhận Được bảo vệ được thăng tiến và được hội nhập tôi cũng xin gửi tới mọi người lời cầu nguyện cho hòa bình bởi hội hòa bình là một món quà là kho tàng quý giá luôn được cần theo đuổi với lòng từ bi khôn ngoan và can đảm tôi đồng hành với quý vị vào cầu chúc phúc và chúc lành cho quý vị thưa các bạn đây là lời chúc tết của đức thánh cha Francisco ngày nhắn gửi vào ngày chủ nhật ngày 11 tháng 2 2018 vừa qua trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường thánh phêrô thưa các bạn để đi vào cái thông điệp mà đức giáo hoàng ngài đã nhắn gửi đến cái vai trò của người công giáo là người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị qua đây hiệp xin gửi đến các bạn một bài viết của một tác giả đó là anh doanh lê văn quang vinh đăng trên trang nhà của dòng chúa cứu thế nhận thấy bài viết này khai mở được những cái điều khúc mắc và làm sáng hơn cái câu nói của Đức Giáo Hoàng Francisco mà ngài muốn nhắn gửi đến toàn thể người Công giáo qua câu nói của ngài người Công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị thưa các bạn khái niệm chính trị hiểu đơn giản nhất là việc trị nước hay lo việc chung cho toàn xã hội làm chính trị là thuật ngữ để chỉ tất cả những hoạt động có liên quan đến việc trị nước, giúp đời. Xưa được gọi là kinh bang tế thế. Theo nghĩa hẹp, làm chính trị là tham gia vào các thể chế phục vụ đất nước trong hệ thống chính quyền. Ở những xã hội mà nhà cầm quyền không muốn người dân tham qua quan tâm đến việc trị nước của họ do bản chất độc tài, toàn trị hay do yếu kém về nội lực thì chính trị được hiểu như là một việc thay đổi hệ hệ thống cai trị và do đó những hành động đóng góp xây dựng công ích đều bị gán cho một cái từ ngữ chính trị coi như là hành động đen tối và đáng bị lên án. Thưa các bạn, trong bối cảnh đó, các khái niệm bị đánh cháo và người dân chỉ muốn ăn thân làm ăn dù làm không ăn và thân không có ăn nghe những từ ngữ chính trị làm chính trị thì người dân tỏ ra sợ hãi, họ quên mất rằng mỗi người công dân đều có bổn phận xây dựng quê hương, đóng góp đem lại công lý hòa bình thật sự cho xã hội. hài hước nhất là và cũng là bi đát nhất là việc những người dám lên tiếng thực hành điều giáo huấn, sầu công giáo dạy rằng lên tiếng tố cáo bất công liền bị gắn cho từ ngữ phản động từ này chính là cái từ gốc chống lại sự tiến bộ của nhân loại. Nhưng trong xã hội độc tài toàn trị cộng sản, nó được gắn cho những người yêu quê hương đất nước, họ muốn thúc đẩy một xã hội tiến bộ. Có những người tự nhận mình là trí thức, nhưng khi thấy có ai tâm huyết lo việc xã hội thì cũng gọi người ta là phản động. Và trên các trang mạng xã hội, người ta đọc thấy những comment chê trách các linh mục rằng: "Tu hành thì lo việc nhà thờ, đừng dây vào chính trị." Và khi các linh mục này lên tiếng cho công lý hòa bình Sự ngu dốt và hèn hạ ấy Làm cho đất nước thiệt thòi rất nhiều Đồng thời làm cho bàn đạp Cho sự tàn ác nảy mầm Và vương cao trong một chế độ Kính thưa các bạn Một trong những khí cụ mà xã hội này Đã dùng để kết án con người là cắt xén Vần chăng có thể trẻ làm đôi Nhưng một câu nói hay một đoạn văn Nhất là một định nghĩa Thì không thể cắt xén được mọi cắt xén được phục vụ cho những ý đồ sai trái là tội ác hay ít ra trái ngược với liêm sĩ trí thức đức tổng giám mục du xe ngu Quang kiệt đã bị cắt xén một cách thô bạo và bây giờ toàn thể lương tri nhân loại đã nhìn thấy sự thật thưa các bạn đức thánh cha benedicto thứ 16 đã bị cắt rời câu nói một người công giáo rất tốt cũng là một người công dân tốt không theo kiểu người ta cắt xén của Đức Tổng Du Xe, nhưng bị cắt theo kiểu định nghĩa sai lạc gần đây nhất trong vụ việc Mỹ Luân, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và các vị chủ chăn của giáo phận Vinh cũng bị cắt xén một cách này hay qua cách khác. Vậy thế nào là người công giáo tốt theo đúng ý nghĩa mà Chúa Giêsu là hiền thê của người hội thánh đã giảng dạy? Và bổn phận người công giáo đối với chính sự chính trị, chính sự như thế nào? Nhân đây, xin được chú ý một nguyên tắc. Người ngoài một tổ chức không có tư cách để quy định bất cứ điều gì về thành viên của tổ chức đó, dù họ có thể nhận xét hay phê bình. Chẳng hạn, một người đi theo một đường không thể vào một trường hợp để quy định giáo viên tốt của trường là phải là một giáo viên biết nhảy đầm. Cũng tương tự như thế, không có một con người hay tổ chức nào của thế gian u tối có quyền uy quy định tư cách của công giáo dân của giáo dân nước trời anh không thể là một người vừa chống đối thiên chúa và giáo hội vừa lên mặt định nghĩa là người công giáo tốt vậy chúng ta phải hiểu người công giáo tốt là một người công dân tốt như thế nào thưa các bạn người công giáo tốt là người công dân tốt người công giáo tốt trước hết phải là người yêu mến chúa và luôn tân tuân giữ lời luật của chúa nhất là luật yêu thương Lý tưởng của người công giáo là nên thánh, nên tròn hảo như Chúa Giêsu đã truyền dạy trong đoạn kinh thánh của Matthew câu 5,48. Và khi chu toàn luật mến Chúa yêu người, người công giáo tái hiện cuộc sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu để làm chứng cho người giữ thế gian. Chính việc làm chứng tá theo lệnh truyền của thầy mình, người công giáo đã thể hiện mối tương quan của mình đối với xã hội trần thế, nói một cách khác một người công giáo tốt là một người thực hiện trọn vẹn bổn phận của mình, xét như thành phần của một xã hội. Ngày 27 tháng 6 năm 2009, khi tiếp kiến Đức các giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha Benedicto trong diễn từ của mình đã khích lệ người công giáo Việt Nam hãy thể hiện qua cuộc sống hàng ngày tình bác ái, sự chân thật và tình yêu mãnh liệt của họ cho thiện ích chung của xã hội để mọi người nhận ra chân lý rằng người công giáo tốt là người công dân tốt. Thưa các bạn, ở đây cần phải nói rằng cái khẩu hiệu tốt đạo đẹp đời được Cộng sản dăng mắt ở một số nơi trên đất nước Việt Nam, nhất là trong cái thời thông tin bị chặn nhiều năm trước đây là cái khẩu hiệu rỗng tuyết và mỹ dân được phổ biến do các tờ báo râu lá cải trên chấm tâm tờ báo có cái tên rất là kêu là công giáo và dân tộc cùng với ông tổ của nó là nhóm đoàn kết đại đoàn kết đặt ra cái loại đẹp đời theo kiểu hùa theo hưởng thụ ấy không khác là bao với cái kiểu bà eva một đàn muốn sống tốt như người sinh linh được thiên chúa tạo thành đàn khác lại muốn được đẹp một cuộc đời con rắn bao nhiêu bi lụy và khốn khổ cũng từ việc đẹp mặt thế gian ấy mà ra phải hiểu rằng đẹp đời trong cái khẩu hiệu đó không phải làm cho đẹp cuộc sống mà là đẹp lòng đời, đẹp lòng của thế gian. Thưa các bạn, trong cái não trạng ấy thì câu nói của Đức Thánh Cha Benedicto được đón nhận và giải thích một cách rất trần tục, thiếu sót và thậm chí sai lạc nữa. Người ta cố tình giải thích rằng người người công dân tốt là người sẵn sàng chấp nhận mọi mệnh lệnh và luật lệ trần thế, bất kể mệnh lệnh luật lệ ấy có trái ngược với luật chúa hay không. Một người mẹ sắp sinh đứa con thứ ba Sẵn sàng giết chết đứa con trong bụng của mình Là một người công dân tốt của nước xã hội chủ nghĩa Vì thực hành luật về kế hoạch hóa gia đình Một thanh niên cuối mặt khoanh tay Khi nhìn thấy đồng loại người anh em của mình bị áp bức Áp bức là người công dân tốt hay sao? Vì biết khi mình giữ gìn an ninh trật tự Theo định hướng Định hướng này, định hướng kia Của một nhà nước cộng sản Hay một linh mục tu sĩ không lên tiếng cho công lý là người công dân tốt vì biết an phận lo cho mỗi phần rỗi của chính mình là đủ mà không cần biết rằng giáo huấn xã hội công giáo dạy phải chăm lo cho cả phần hồn phần xác của đàn chiên hay sao thế nhưng thưa các bạn trước mặt thiên chúa trong lòng xã hội thánh những con người sống như thế lại không phải là người công giáo tốt trước hết họ không sống cho tình yêu hoặc gây gớm hơn nữa họ là những kẻ giết người trong hay đồng lõa với những kẻ đàn áp con người mà có tôn giáo nào coi kẻ sát sinh là tín đồ tốt đâu thưa các bạn trong trong những xã hội coi trọng văn minh thì sự sống con người vẫn không thể là công dân tốt dù là thầy tư tế hay người tự nhận mình là ngoan đạo thì vẫn có thể bị lên án nếu họ đi ngang qua một người bị lâm nạn mà lại rẽ đường đi qua một đường khác không sẵn sàng cứu giúp nạn nhân như người Sama, Samar, Samaritano nhân hậu trong phúc âm thưa các bạn. Vậy thì người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị. Ngay từ thời Chúa Giêsu các môn đề vẫn được người khuyến khích một cách xây dựng trần thế theo cách thức phù hợp. Các ông cùng với người chăm sóc cho người đau yếu, bệnh tật, nghèo túng, các ông cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội như việc đóng thuế chẳng hạn sách tông đồ công vụ thuật lại rằng sau khi Chúa Giêsu về trời thì các tông đồ bị lạnh bị các tông đồ lãnh đạo thời ấy bấy giờ bị cấm đi đau giảng tin mừng và họ bị hành xích và bắt hại thánh tông đồ Phêrô đã cương quyết trả lời rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người khi Đức Thánh Cha nói một người công giáo tốt là một người công dân tốt là ngài muốn nói đến ý nghĩa khách quan và phổ quát của từ ngữ người công dân tốt, ấy là người biết góp phần xây dựng một xã hội trên nguyên tắc công bằng, yêu thương và tôn trọng nhân phẩm. Điều này, điều này lại ngược lại với tiêu chí công dân tốt theo chiều hướng của một nhà nước độc tài cộng sản của sao chủ nghĩa, thưa các bạn. Các bạn thân mến, người ta cố ý cắt xén và hiểu sai lời của Đức Thánh Cha Benedicto theo chiều hướng theo chiều hướng của hạt sầu chủ nghĩa và do vậy một số người kể cả người công giáo tưởng rằng là người công giáo tốt là người thụ động cam chịu bất công và tuân theo luật đời và bất chấp luân thường đạo lý và tuân theo những điều gì mà một sao cộng sản tốt đạo đẹp đời mà khi sống đúng với tinh thần Kitô giáo theo đúng giáo lý về lề luật kinh thánh và giáo hướng của giáo hội công giáo thì người muốn để Chúa Giêsu góp phần làm thăng tiến xã hội trần thế khi đóng góp cho xã hội trần thế như vậy thì người Công giáo làm chính trị làm chính trị theo nghĩa rộng là quan tâm đến các vấn đề xã hội tìm cách loại bỏ những gian tà độc ác để hướng tới một xã hội đi theo con đường yêu thương con đường tự do con đường tôn trọng và bảo vệ công lý và sự thật các bạn các bạn thân mến đức thánh cha Francisco, ngài đã lấy cảm hứng từ thư của thánh Phaolô gửi Timôthê để nói về trách nhiệm của nhà cầm quyền lãnh đạo và lời mời gọi tín hữu cầu nguyện cho họ. Ngài nói như sau thưa các bạn: Một người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị, tham gia và đóng góp nhiều điều tốt nhất có thể như ý tưởng, kiến nghị, nhưng trên hết là lời cầu nguyện cho những viên chức chính quyền để họ biết yêu thương người dân, khiêm nhường lắng nghe những ý kiến khác nhau của người dân để chọn ra một phương pháp tốt nhất. Đài Phát thanh Vatican dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco nói rằng những nhà cầm quyền phải biết yêu thương người dân của họ, bởi vì một lãnh đạo mà không yêu thương dân thì chẳng có thể nào cầm quyền được và họ có thể cầm trong tay kỷ luật, họ có thể chi phối an ninh trật tự, nhưng họ không thể quản trị được đất nước thưa các bạn. Các bạn thân mến, ví dụ như vua David, ông rất yêu thương dân của mình, mặc dầu ông lỗi phạm rất nhiều, nhưng ông vẫn cầu xin Chúa, Ngài đừng trừng phạt người dân, mà hãy trừng phạt ông, vì thế hai nhân đức của một nhà lãnh đạo là biết yêu thương người dân và có sự khiêm nhường trong bài giảng ngày của ngày lễ ngày 16 tháng 9 năm 2013 tại nhà nguyện Santa Marta Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã bác bỏ ý kiến cho rằng một người công giáo tốt không can thiệp vào các vấn đề chính trị nhưng ngược lại ngài nói rằng người công giáo không nên thờ ơ với chính trị hiệp sinh được lập lại đức giáo hoàng Francisco ngài nói rằng người công giáo không nên thờ ơ với chính trị thưa các bạn nhưng cần đưa ra các vấn đề đề nghị cũng như cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết phục vụ lợi ích chung trong sự khiêm nhường và lòng mến yêu ngay cả hàng giáo sĩ trong giáo hội công giáo dù không được làm chính trị theo nghĩa hẹp hòi tham gia vào công việc chính quyền nhưng các ngài vẫn phải lên tiếng cho người nghèo cho những người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội Việt Nam và cho tất cả mọi con người đau khổ. Mới đây, tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Svitanola Chekwitsch, Ngài đã lãnh đạo, nhà lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội công giáo đã trả lời với nhà cầm quyền trong việc các linh mục dân lễ nơi có biến loạn như sau. Ngài nói, Mặc dầu giáo hội không làm chính trị nhưng giáo hội không thể khoanh tay đứng nhìn các tín hữu yêu cầu được chăm sóc về tinh thần. Giáo hội của chúng tôi vẫn luôn đứng về phía sự thật, bất chấp tất cả các mối đe dọa và sẽ làm như vậy, đó là sứ mệnh đã được Chúa cứu thế trao phó. Chúng tôi nghĩ rằng thời áp bức đã trôi qua, những những lá thư này khiến chúng tôi đâm ra nghi ngờ, chúng tôi xấu hổ về sự hiện diện của chúng tôi tại quảng trường Maidan và sẽ tiếp tục ở lại đó. đó là lời chia sẻ của đức tổng giám mục uh, lạnh, vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội tại ukraine trong những năm vừa qua thưa các bạn các bạn thân mến giáo huấn giáo hội về chính trị người công giáo là người mang hai quốc tịch trước hết họ là người công dân của đức trời được sinh ra và định cư trong một vùng đất nhất định của trần thế này Họ cũng là công dân của một đất nước trên thế giới, nhưng cuộc sống của người công giáo được điều khiển và chi phối bởi lề luật của Vương quốc Thiên Chúa, và họ hiểu rằng lề luật ấy là tuyệt đối và bất biến, thưa các bạn. Trong cuộc lữ hành giữa trần gian, người công giáo với tư cách là công dân của một đất nước cũng tuân hành theo luật định của đất nước đó, nhưng có một nguyên tắc mà không một người công giáo tốt nào dám vi phạm Ấy là khi luật lệ trần gian đi ngược lại với luật lệ của Thiên Chúa và Hội Thánh, thì người công giáo trung thành với lệ luật mà Thiên Chúa đã thiết định ra cho loài người. Các bạn thân mến, hãy lấy một ví dụ đơn giản, luật Chúa dạy là không được giết người. Các nước xã hội chủ nghĩa quy định gia đình tốt là chỉ có từ một đến hai người con. Ai có thai đứa con thứ ba thì phải giết từ trong bụng mẹ hay là phá thai Dùng từ Hoa Mỹ thì gọi là thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Và như vậy, một người công giáo tốt không thể là công dân tốt trong trường hợp sinh linh linh tinh như thế này, như chúng ta phân tích ở đoạn trên. Cũng như tương tự như thế, một số nhà nước độc tài không muốn công dân của nước mình tham gia vào các hoạt động chính trị theo nghĩa dám nói lên sự thật và tình thương. Những nhà nước đó chỉ muốn người dân mình làm chính trị theo nghĩa cộng tác với họ vào những đoàn hội cho họ lập ra nói tiếng nói mà họ viết sẵn rời ra tham gia những trò mà họ chính họ do họ điều khiển các bạn các bạn thân mến nhưng hội thánh là mẹ hiền của chúng ta luôn có cái nhìn xa rộng và nhân ái hội thánh muốn con cái của mình làm chứng cho tin mừng bằng việc thực thi huấn luyện của đức tin kitô và thầy và của chúa trong thời cận đại đức giáo hoàng leo Thứ 13, một nhà thông thái, một chính trị gia lỗi lạc và là một chủ trăng thánh thiện trong triều đại của mình đã hết lòng vì một xã hội trần thế và hòa bình công bằng. Ngài dạy rằng, mọi cơ chế triều đại của thế gian cần phải được thay đổi để nên trở nên tốt hơn. Xin lỗi các bạn, cho mình uống nước xíu. Ngài viết, chỉ có giáo hội Kitô đã và sẽ bảo tồn chắc chắn hình thái cai trị của mình vì được thiết lập trên nền tảng là đấng đã có, đang có và vẫn có đời đời, giáo hội ngay từ đầu đã nhận được những gì cần thiết để theo đuổi sứ mạng thần linh ngay giữa dòng lưu chuyển của vạn vật nhân trần. Còn đối với tất cả xã hội thuần túy nhân loại thì thời gian là yếu tố biến đổi vĩ đại cho mọi sự ở trần gian như một sự kiện đã ghi khắc cả trăm lần trong lịch sử tạo nên những thay đổi sâu xa về cơ chế chính trị đây là thông điệp giữa muôn điều lo ngại năm 1892 thưa các bạn nhưng nổi bật hơn thông điệp Rethen Novarum tân sự năm 1891 của ngài đã thúc giục con cái của hội thánh lên tiếng về mọi vấn đề trong xã hội thông điệp Lần danh này đã đặt nền móng cho giáo huấn xã hội công giáo mà sau này đức hồng y tôi tớ chúa là francisco xavier nguyễn văn thuận ngài đã có công tóm lược thành một hệ thống sau này thánh công đồng vatican II và các vị giáo hoàng sau đó cũng lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội một cách rõ ràng và dứt khoát chẳng hạn hiến chế một vụ gaudium và Spear của Thánh Tông Đồ giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình sập thử liên đới sâu xa với loài người và lịch sử của nhân loại. Các bạn thân mến, xin trích lại số 96 của bản tóm lược học thuyết xã hội công giáo. Gaudium spes trình bày một cách có hệ thống các chủ đề về văn hóa, về đời sống kinh tế xã hội, hôn nhân và gia đình, về cộng đồng chính trị, về hòa bình, hòa bình và cộng đồng các dân tộc dựa trên quan điểm và nhân học Kitô giáo mà sứ mạng giáo hội công giáo mọi sự đều được xem xét bắt đầu từ con người và hướng tới con người thụ tạo duy nhất thiên chúa muốn vì chính nó xã hội là cơ cấu sự phát triển của xã hội phải được hướng dẫn tới chỗ giúp con người tiến bộ lần đầu tiên huấn quyền giáo hội ở cấp cao nhất nói nhiều đến các khía cạnh thế trần khác nhau của đời sống của người Kitô hữu phải công nhận rằng sự quan tâm của hiến chế đối với những sự thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với vấn đề của con người và việc đối thoại với thế gian và thế giới. Ngày hôm nay, giáo hội vẫn lên tiếng trước các vấn nạn của con người, việc đàn áp, hạn chế tự do, việc phá thai, sống vô luân, tệ nạn xã hội, tham nhũng và các vấn đề hôn nhân vân vân. Giáo hội không làm chính trị và giáo hội cũng cấm hàng giáo sĩ làm chính trị nghĩ hẹp là tranh giành quyền lực, tham gia các chính đảng hay tham gia các công quyền. Nhưng nếu xét chính trị theo nghĩa thăng tiến phẩm giá của con người và trả lại cho con người quyền tự do mà Thiên Chúa đã ban như bản chất của con người thì giáo hội thực hiện một cách rất là hoàn hảo. Các bạn thân mến, ở đây cũng cần phải mở ngoặt để giải thích thêm rằng những linh mục tham gia vào các tổ chức chính trị như Ủy ban Đoàn kết mà người dân hay gọi là Đại Đoàn kết là làm sai luật giáo hội, cũng cũng có linh mục nói tôi vào cho có chứ tôi có làm gì đâu ngoài chuyện đi học. Ông linh mục ấy nói thế còn thiếu một điều quan trọng, nói nói không làm thì làm, nói không làm gì là sai vì có làm gương xấu. Việc tham gia các thể chế trần thế trong lĩnh vực mình là bổn phận của người tín hữu giáo dân. Cần phải lưu ý ngay việc học thuyết giáo hội công giáo nhắc nhở việc Đức Giêsu, vị Messiah được hứa trước cũng phản đối và đã vượt thắng sự cám dỗ của chủ nghĩa cứu thế bằng chính trị mà điển hình mà bắt các dân tộc chịu khuất phục mình. Người là con người xuất hiện để phục vụ, để hy sinh tính mạng mình. Điều này có thể làm cho một số người lầm tưởng rằng phải yêu thương kẻ thù, nghĩ rằng chấp nhận mọi thu thiệt để cứu rỗi họ. Nhưng vấn đề là yêu thương và đồng lõa là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không bắt người ta khuất phục mình, không có nghĩa là mình phải chịu khuất phục để làm theo những điều sai lạc, thưa các bạn. Các bạn thân mến, tham gia chính trị trước hết là xem con người là nền tảng và mục tiêu của cộng đồng chính trị. Điều này có nghĩa là trước hết phải nỗ lực làm cho phẩm giá của con người được nhìn nhận và tôn trọng bằng cách bên vực và phát huy các quyền căn bản và không thể tước đoạt của con người. Từ việc nhìn nhận nhân phẩm con người và tôn trọng con người, việc tham gia chính trị sẽ thúc đẩy phát triển xã hội và làm cho xã hội thành cộng đoàn yêu thương như Thiên Chúa mong muốn. việc tham gia chính trị còn là không được cộng tác dù chỉ là hình thức vào những việc ngược với luật chúa dù đã được luật pháp dân sự cho phép đó là nghĩa vụ quan trọng của lương tâm không những người công giáo phải tố cáo và lên án điều sai trái với lương tâm với luật chúa mà còn phải phản kháng lại khi có thể có người cho rằng phải phản kháng ôn hòa trong mọi trường hợp thưa không giáo hội dạy rằng phản kháng bằng vũ khí trước sự đàn áp của chính quyền là điều không chính đáng, trừ khi thỏa mãn được các điều kiện sau đây. Điều số 1. Có sự xâm phạm các quyền căn bản của con người, cách chắc chắn, nghiêm nghiêm trọng và kéo dài. Điều 2. Đã sử dụng hết mọi phương thể khác để sửa đổi mà không có kết quả. Điều 3. Phản kháng như thế sẽ không gây ra những bất ổn tệ hại hơn. Điều 4. Có hy vọng thành công với những lý do vững chắc. Điều 5. Theo lý trí, không thể dự kiến một giải pháp nào hay hơn. Giáo lý Giáo hội Công giáo 2243 Thưa các bạn, ngoài ra, sử dụng vũ khí được coi như là giải pháp sâu cùng để chấm dứt một chế độ độc tài công khai và kéo dài, gây thiệt hại lớn cho các quyền căn bản của con người và làm tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích chung của đất nước. Đó là thông điệp Populum Progenesu của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu. Thưa các bạn, tạm kết luận, chúng ta vừa lướt qua những nét chính trong giáo huấn của giáo hội thánh về một lĩnh vực rất quan trọng và cũng thật là tế nhị, nhưng chúng ta cũng vừa điểm lại rõ ràng những cách nói yêu thương, bâng quơ, giáo hội phải đứng bên lề chính trị người công giáo không được dùng vũ lực trong bất cứ trường hợp nào tất cả đều trái ngược với giáo lý công giáo và trái với quan điểm của giáo hội thật ra tất cả những điều những kiểu nói đó thường là do tâm lý cầu an muốn bảo vệ vị thế của mình hơn là muốn thế mình để bảo vệ nhân vị không những giáo hội khuyến khích con cái mình tham gia vào chính trị để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn mà giáo hội Công giáo còn xem chính trị là việc thực hành đức ái, chính trị là một hình thức tận tụy vì thiện ích chung và như thế một sự biểu hiện của bác ái đó là lời tuyên bố của đức hồng y Angelo Bagnasco tổng giám mục giáo phận Genova. Thưa các bạn, trong tông huấn của niềm vui tin mừng của đức thánh cha Francisco, ngài có viết như sau: nếu quả thực việc điều hòa trật tự công bằng của xã hội và nhà nước là một trách nhiệm chính trị thì hội thánh không thể đứng bên lề cuộc đấu tranh cho công lý mọi ki tô hữu bao gồm các mục tử của họ được kêu gọi bày tỏ quan tâm tới việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn đây là điều cơ bản vì tư tưởng xã hội của hội thánh chủ yếu là tích cực hội thánh cống hiến các đề nghị hội thánh hoạt động cho sự thay đổi và theo nghĩa này hội thánh vạch ra niềm hy vọng phát sinh từ trái tim yêu thương của đức giêsu kitô đồng thời hội thánh công giáo kết nối sự dấn thân của chính mình với sự dấn thân trong lĩnh vực xã hội của các hội, hội thánh và các cộng đồng hội thánh khác dù trên bình diện suy tư về học thuyết hay bình diện về thực hành số 182 trong số 205 của Đức Thánh Cha viết Chính trị dù thường bị chê bai vẫn là một ơn gọi cao cả trong những hình thức cao quý nhất của bác ái khi nó tìm kiếm lợi ích chung. Thưa các bạn Vâng, khi dân chúa nhất là mục tử dấn thân cho công lý, cho người nghèo thì vẫn thường bị chê bai nhưng con cái chúa phải dấn thân vì đó là ơn gọi cao cả và một trong những hình thức cao quý nhất của đức ái đức bắc ái đức thánh cha của chúng ta đã khẳng định điều ấy thưa các bạn đây là một một cái bài làm sáng hơn cái thông điệp của đức giáo hoàng francisco qua cái cái tông huấn và qua những chia sẻ của ngài nói về cái vai trò của người công giáo trong trong mỗi xã hội người trong giáo phải làm gì và người công giáo có phải đứng bên lề xã hội có phải là người công giáo chỉ biết lo đọc kinh đi xem lễ và cúi đầu làm ngơ trước những bất công trước những sự gian tà trước những sự phi pháp trước những sự phá thai trước những sự đàn áp anh em của mình và anh em đồng loại để rồi cúi đầu chỉ biết đọc kinh kinh xem lễ và cầu nguyện thôi cái đó không phải là một người giáo người công giáo tốt thưa các bạn mà người công giáo tốt phải là người biết tham gia vào lĩnh vực chính trị mà như đức giáo hoàng ngài cũng đã trình bày và các khái niệm chính trị ở đây được hiểu rõ là chính trị xin các bạn người công giáo hiểu rõ rằng chính trị phải được hiểu đơn giản nhất là việc chúng chúng ta quan tâm đến việc chung cho toàn xã hội làm chính trị có nghĩa là một cái thuật ngữ để chỉ những hoạt động mà chúng ta tham gia có liên quan đến việc giúp cho một xã hội được biến đổi tốt được có một thể chế tốt ở nơi đó các quyền nhân vị các quyền cơ bản con người được thực thi đó là một người công giáo tốt thưa các bạn à, đối với hiệp thì sau khi đọc một cái cái thông điệp của đức giáo hoàng Francisco ngài đã được đăng trên các diễn đàn qua các uh, ngôn ngữ của thế giới. Nhưng uh, trong đó thì có các vị linh mục của người công uh, linh mục Công giáo và các ngài đã diễn đã chuyển dịch uh, những lời của Đức Thánh Cha qua tiếng Việt và Hiệp đã đọc bài đi đọc đi đọc lại một trong những bài mà Hiệp cảm nhận được cái cái sự sâu sắc và cái sự uh, chia sẻ của tác giả uh, Doan Lê Quang Vinh được đăng trên cái trang trang nhà của dòng chú quốc thế mà các bạn biết rằng dòng chú quốc thế tại Việt Nam là một uh, là một uh, dòng mà nơi đó các cha và luôn luôn các ngài uh, luôn luôn lên tiếng uh, cũng lên tiếng cho sự thật lên tiếng cho cái quyền công bằng và cái quyền công dân bị trà đạp trong một đất nước sao chủ nghĩa tại Việt Nam thưa các bạn. Cái bài viết này mặc dầu hiệp đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà hôm nay tôi tới ngày hôm nay đúng ra hiệp đã chia sẻ với các bạn từ lâu rồi nhưng thưa các bạn khi một thông điệp được đưa ra không chắc gì các bạn có thể đọc hết mà đối với bà hiệp là khi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ những quan điểm cùng nhau chia sẻ những lời hay ý đẹp chia sẻ những bài viết hay mà các uh, diễn giả cũng như các cha các thầy hay, hay là các uh, vị giáo sư uh, những uh, những vị mà quan tâm tính hình, hình đất nước khi đã viết ra những cái bài viết nó có, nó có tính cách giáo huấn và kiến tách khai mở được cái vai trò của người công dân và vai trò của người công giáo thì hiệp nghĩ rằng đây là một bài viết có giá trị mà hiệp thấy cái trách nhiệm của mình à, hiệp nghĩ rằng khi chúng ta biết được những điều hay thì chúng ta cần phải chia sẻ và nhân rộng nhân rộng cái sứ điệp cũng giống như à, chúng ta nhân rộng cái sứ điệp mà đức thánh cha à, à, đức thánh cha đức giáo hoàng à, Francisco ngài đã gửi đến cho toàn thể giáo dân trong toàn thể người công giáo trên toàn thế giới